Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chuyên mục Nông thôn ngày mới. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Nông thôn ngày mới hôm nay mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, Bình Yên nhờ mô hình camera an ninh. Trong tiểu mục Nông nghiệp xanh, nông sản sạch, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con phóng sự Global Gap, xu hướng nông sản sạch. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền được người dân hưởng ứng tích cực bằng nhiều mô hình hiệu quả. Các mô hình này không chỉ phát huy được sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà còn là cam kết của chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở xã Phước Tỉnh. Mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự được chính quyền và nhân dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền thực hiện hiệu quả là mô hình camera an ninh. Qua cái tình hình thực tế của bà con trên địa bàn dân cư là nó xảy ra rất nhiều cái vụ cướp giật. Có những ngày là cướp giật dây chuyền của chị em phụ nữ vào tới 2 vụ liền một lúc. Thế là từ đó xuất phát từ cái bức xúc của bà con là xin ý kiến chi bộ, ban ấp để lắp đặt cái dàn camera an ninh giám sát trên địa bàn và có cái bản chiết tính. Sau đó chúng tôi sẽ xin ý kiến bà con nhân dân đi họp từng tổ và được sự đồng thuận của bà con nhân dân. Đại đa số bà con nhất trí ủng hộ đóng góp là thấp nhất từ 100.000 trở lên và cứ tùy tâm, và trong đó cũng có những hộ người ta có tinh thần cho tới 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu có. Từ thực tế đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tháng 12 năm 2017, Đảng ủy, chính quyền xã Phước Tỉnh đã giao cho các ban ngành phối hợp cùng ban ấp Phước Thắng xây dựng mô hình camera an ninh. Chỉ sau 5 tháng thực hiện, mô hình đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt khu dân cư. Ban ấp ra mô hình camera an ninh thì về trật tự trên địa bàn ấp là tương đối có thay đổi, giảm các vụ việc so với nhiều với trước khi thời điểm lắp đặt camera an ninh. Những vụ cướp giật là cũng không còn xảy ra nữa. Về gây rối trật tự công cộng hay là những việc tạp thì nó không còn nữa, giảm một cách đáng kể trên địa bàn. Để tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, các ban ngành đoàn thể ấp Phước Thắng đã phối hợp với các tổ dân cư đến từng ngõ, gõ từng nhà dân, tuyên truyền về mục đích của mô hình. Kiên trì vận động, thuyết phục, hầu hết các hộ dân trong ấp đã nhận thấy lợi ích của mô hình nên nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó đóng góp tiền, ngày công cùng với chính quyền lắp đặt hệ thống camera trên các trục đường của ấp. Điển hình phải kể đến gia đình ông Đỗ Xuân Thu, ngụ tại tổ 14 ấp Phước Thắng. Ngoài việc đóng góp 3 triệu đồng, ông còn tích cực vận động các hộ xung quanh tham gia mô hình. Đến nay, tuyến đường thuộc tổ 14 đã lắp đặt được 3 camera. Đây là ý đảng lòng dân thì rất là phù hợp và rất là đúng, đặt ra đúng điều kiện, đúng thời cơ. Anh em tôi là vận động bà con nhân dân thế là rất hào hứng. Nói chung là bà con nghe thế là chi bộ đến tổ chức lắp camera trong này thì là chúng tôi vận động bà con thế là coi mỗi người trước định dự kiến là mỗi người 100, nhưng thế là không đủ. Rồi ngoài cái việc là vận động giúp đỡ như anh em tôi là có người mà tiền triệu, 1 triệu lắp 100 rồi còn lại bà bình quân chung mỗi người 120. Từ khi lắp này đó thì tình hình an ninh tốt hẳn, tức là không có vẻ vãng hay là vớ vẩn đến đây mà tôi biết hết. Đọc giờ nào anh nào đi qua đây là tôi đọc hết. Xuống xe đi qua mà tôi đọc vẫn được. Cho nên là các chú cũng đỡ không dám quậy phá đây nữa. Cái địa bàn tôi là nó rất nhiều đường. Nó rất nhiều đường. Cho nên là cái tội phạm cướp giật trước khi kia là có cái tội phạm cướp giật ngay tại ngõ nhà tôi đó. Là cướp giật dây chuyền ở đây là mấy vụ cướp giật dây chuyền, rồi là trộm cắp xe đạp, xe máy là có. Rất may mắn theo chủ trương của Đảng ủy xã và rồi về đến chi bộ ban ấp tôi đã thực hiện được cái chương trình camera an ninh này, đúng là rất hiệu quả. Từ khi mà thời gian mà đưa vào sử dụng đến tới nay đó thì cái tình hình trộm cắp hầu như không có, cướp giật hầu như không có luôn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con ấp Phước Thắng đã đồng lòng đóng góp được hơn 90 triệu đồng. Số tiền này đầu tư mua dây và 25 camera cùng với các phụ kiện liên quan để lắp đặt trên các tuyến đường. Hiện 14 trên 14 tổ dân cư trên địa bàn ấp Phước Thắng đã được lắp camera an ninh. Có hệ thống camera an ninh,
hầu hết các tuyến đường trên địa bàn ấp không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, va chạm giao thông và trộm cắp, cũng từ đó giảm đi đáng kể. Đối với khu dân cư ấp Phước Thắng thì chúng tôi thấy thì chi bộ rồi ban ấp, tổ dân dọn của ấp đăng ký cái mô hình camera an ninh. Đây là một cái mô hình mới rất là phù hợp trên địa bàn. Bởi vì trước đó thì trên địa bàn có những vụ việc là mất trật tự về an ninh cũng như là các cái tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp giật v.v. Thì chúng tôi đã thống nhất là giao cho là chi bộ tổ nhân dân của ấp Phước Thắng thực hiện cái mô hình đó là camera an ninh. Và trên cơ sở đó thì chi bộ ban ấp đã phát động trong cộng đồng dân cư, được đại đa số nhân dân trong địa bàn hưởng ứng thực hiện cái mô hình này. Nó tốt, nó đảm bảo về cái an ninh trật tự trên địa bàn, về các cái vấn đề tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Thì chúng tôi dự định sẽ là nhân rộng trên đó là địa bàn của 15 ấp thuộc là của địa phương 6 tỉnh. Bằng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự góp sức của người dân, ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đã trở nên yên bình, tạo môi trường an toàn cho người dân sinh sống, lao động sản xuất. Thưa quý vị, trước thực trạng báo động về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm nguồn thực phẩm an toàn cho gia đình và bản thân. Nắm bắt được nhu cầu đó, tháng 10 năm 2016, trang trại Nifarm LC ở xã Châu Pha, huyện Tân Thành đã dành 1 hectare đất nông nghiệp để sản xuất rau sạch trong nhà lưới. Sau gần 2 năm hoạt động, các sản phẩm của trang trại đạt tiêu chuẩn rau an toàn, khi xuất bán có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đã được công nhận đạt chuẩn Global Gap. Trang trại Nifarm LC ứng dụng công nghệ trồng rau trong nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương với các loại rau ăn lá như rau muống, cải thìa, cải ngọt, cải bẹ xanh, xà lách và các loại rau ăn trái như đậu đũa, dưa leo, cà chua. Việc canh tác ở đây được thực hiện với quy trình nghiêm ngặt, cách ly với bên ngoài. Trung bình mỗi tháng, trang trại cung ứng khoảng 2 tấn rau ra thị trường. Với cái tiêu chí ngay từ ban đầu của trang trại chúng tôi là các sản phẩm phải sạch, an toàn, đảm bảo đủ dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của châu Âu. Đối với sản phẩm sạch, an toàn như vậy thì vừa qua chúng tôi đã được bên chứng nhận châu Âu Global Gap công nhận sản phẩm. Mong muốn của trang trại là làm ra những sản phẩm sạch, an toàn như vậy để các sản phẩm này có thể đến với bữa ăn của người tiêu dùng Việt Nam nhiều hơn. Để cung ứng rau sạch, an toàn, có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí Global Gap, trang trại Nifarm LC đã đầu tư công nghệ hiện đại phục vụ cho quy trình sản xuất rau an toàn khép kín. Trước tiên, với nguồn đất, các kỹ sư của trang trại kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo đất sạch, không nhiễm kim loại nặng, có khả năng hấp thu vào rau trồng, gây hại sức khỏe người dùng. Sau khi được chọn, đất được xử lý bằng công đoạn cày xới, ủ hoàn toàn bằng phân hữu cơ hoai mục để giữ ẩm và tăng độ tơi xốp cho đất. Nước tưới rau đảm bảo cân bằng các thành phần khoáng chất, không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt, nước được đưa trực tiếp đến các gốc rau bằng hệ thống ống dẫn. Lượng nước nhỏ liên tục từng giọt nên tiêu hao không nhiều, hạn chế được sự thất thoát nước. Đồng thời, lượng phân bón cũng được pha trộn với nước, cung cấp hợp lý chất dinh dưỡng cho từng loại cây trồng. Đặc biệt, khu vực trồng rau ăn lá còn được đầu tư thêm hệ thống tưới phun mưa có tác dụng giảm kích thước, trọng lượng giọt nước rơi xuống, giúp bảo vệ chồi non, ngăn ngừa hạt nước lớn gây dập nát lá, trôi đất, xói bạc chất dinh dưỡng trong đất. Khâu ươm giống cũng là công đoạn góp phần quyết định chất lượng rau thành phẩm sau này. Vì vậy, trang trại lựa chọn giống theo các tiêu chí, giống khỏe mạnh, có khả năng kháng sâu bệnh cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn canh tác. Giống được ươm trong nhà kính, cách ly hoàn toàn với bên ngoài để đảm bảo cây giống khi đem trồng có sức đề kháng cao, tạo ra rau thành phẩm tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng. Và để tạo ra cái sản phẩm sạch đó, thì cái khâu quan trọng nhất đó là cái dinh dưỡng và cái quản lý dịch hại tổng hợp đó. Có nghĩa là mình hạn chế tối đa dùng phân hóa học cũng như là các cái thuốc bảo vệ thực vật, xử lý đất cho nó diệt sạch cái mầm bệnh. Xong rồi mình có thể là luân canh giữa các cây trồng khác nhau. Rồi mình kiểm tra nguồn nước tưới, coi nó có sạch không, nó có chứa cái mầm bệnh không. Dùng các cái chế phẩm sinh học có nguồn gốc sinh học.
Với việc xử lý nghiêm ngặt các khâu canh tác, từ chuẩn bị giá thể, gieo trồng, chăm sóc, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc hóa học, thuốc tăng trưởng, đến thu hoạch, nên sản phẩm của trang trại Nifarm LC cung ứng ra thị trường luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại rau của trang trại được tiêu thụ thông qua các kênh như người tiêu dùng đến mua trực tiếp tại trang trại hoặc bán qua điện thoại, Internet. Mình cũng nghe thông tin là cái Nifarm này sản xuất là rau an toàn ấy. Mà thực ra thực phẩm mua rau ở chợ thì cũng không có tin tưởng lắm. Cho nên là khi mà biết là có trang trại mở nên là mình cũng thường xuyên mua. Nếu mà giá thì so với ở chợ là mắc hơn. Nhưng mà mình thấy là chất lượng nó tốt mà nó đảm bảo. Nói chung là đảm bảo rồi yên tâm. Tại vì bây giờ thực phẩm thì cái gì cũng ăn uống cái gì cũng thấy sợ ấy. Nên là mình cứ thấy yên tâm, tin tưởng. Tôi vẫn thường xuyên ngày nào cũng đến mua rau ở đây. Bởi vì là khi tôi dùng rau thì tôi cảm thấy có sự an toàn, tốt cho sức khỏe. Tôi thấy nó có cái hương vị nó khác, nó thơm hơn và khi dùng nấu thì nó ngọt hơn. Ngày nay việc tìm mua được những thực phẩm bảo đảm rõ nguồn gốc, an toàn là nhu cầu bức thiết của người tiêu dùng. Tuy nhiên với sản lượng khoảng 2 tấn một tháng thì mô hình rau an toàn của trang trại chỉ cung cấp được cho một bộ phận nhỏ khách hàng. Vì vậy trong thời gian tới mong rằng sẽ có nhiều mô hình trồng rau sạch để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người tiêu dùng. Thưa quý vị, phóng sự về trang trại trồng rau sạch đạt chuẩn Lopogrep đã khép lại chương trình nông thôn ngày mới hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.